Thưa quý vị, Điện Kremlin nhận định quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay và hiện không có hy vọng được cải thiện. Mối quan hệ Nga và Mỹ đang càng trở nên căng thẳng hơn trong năm vừa qua khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khiến phương Tây đáp trả bằng một loạt lệnh trừng phạt kinh tế và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo việc các nước phương Tây đang cung cấp thêm khí tài quân sự cho Ukraine sẽ không giúp thay đổi cục diện cuộc xung đột này, mà chỉ gây thêm vấn đề cho người dân. Cảnh báo trên của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá lên tới 2,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hàng trăm xe thiết giáp và hỗ trợ phòng không. Thưa quý vị, khoảng 500 người phải sơ tán sau một vụ cháy bùng phát tại một khu ổ chuột ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đám cháy xảy ra vào lúc 6 giờ 27 phút sáng ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương tại làng Gyeongwon, khu ổ chuột với khoảng 660 hộ gia đình ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong những khu ổ chuột cuối cùng còn sót lại, nằm ngay bên cạnh quận Gangnam. Khoảng 40 ngôi nhà trong khu vực rộng 1.700m2 đã bị phá hủy. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ thị triển khai mọi nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại của đám cháy. Tất cả các thiết bị và lực lượng cứu hỏa sẵn có đã được huy động. Các con số thương vong chưa được báo cáo. Nhật Bản có kế hoạch xem COVID-19 là bệnh cúm thông thường bắt đầu từ mùa xuân này. Thông báo được Thủ tướng Kishida Fumio đưa ra sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vào ngày hôm nay. Tại Nhật Bản, các bệnh truyền nhiễm được phân làm 5 nhóm, trong đó COVID-19 được phân vào nhóm 2, nhóm các bệnh cúm mới và các bệnh truyền nhiễm khác. Trên cơ sở tham vấn ý kiến của Ủy ban chuyên gia và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio yêu cầu xem xét đưa COVID-19 chuyển sang nhóm 5, nhóm các bệnh cúm mùa thông thường. Thủ tướng Nhật Bản cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần rà soát lại tình hình lây nhiễm cũng như hiệu quả của các biện pháp phòng dịch. Nếu COVID-19 được xếp vào nhóm 5 thì những hạn chế về hành vi sẽ không còn. Các cơ sở y tế sẽ có thể tiếp nhận bệnh nhân theo các thủ tục thông thường. Gánh nặng chi phí y tế của chính phủ cũng được giảm bớt khi chi phí thuốc điều trị và tiêm vaccine sẽ do người dân tự chi trả. Mỗi người thì nên uống lượng rượu như thế nào? Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng uống quá nhiều rượu thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng bao nhiêu thì là nhiều? Mới đây, Canada đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về lượng rượu tiêu thụ trong mỗi tuần để mọi người dân có thể tự kiểm soát và hạn chế các nguy cơ về sức khỏe. Không có lượng rượu nào là tốt cho sức khỏe và mọi người được khuyến nghị giảm uống càng nhiều càng tốt. Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo ban hành vào hôm 17 tháng 1 bởi Trung tâm Canada về sử dụng và nghiện chất gây nghiện. Hướng dẫn mới đại diện cho một sự thay đổi lớn so với hướng dẫn được đưa ra hơn 10 năm trước đây, khuyến nghị phụ nữ không uống quá 10 ly rượu mỗi tuần và hạn mức của nam giới là 15 ly. Số liệu mới nhất chỉ ra rằng ngay cả chỉ 2 ly rượu mỗi tuần cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Đây là ranh giới thực sự rất mong manh. Tôi không uống rượu đâu, nhưng với những người thường xuyên uống thì đây là thông tin rất hữu ích. Đây có lẽ là một trong những báo cáo chi tiết nhất từng được thực hiện, chỉ ra con số cụ thể về lượng rượu một người nên tiêu thụ. Thay vì khuyến nghị mọi người tự giới hạn số lượng đồ uống cụ thể mỗi tuần, các hướng dẫn phác thảo rủi ro liên tục về đau tim và đột quỵ liên quan đến việc uống dù chỉ một vài ly rượu hoặc bia trong khoảng thời gian 7 ngày. Cụ thể, những người uống 2 ly tiêu chuẩn hoặc ít hơn mỗi tuần sẽ có nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình với những người tiêu thụ từ 3 đến 6 ly tiêu chuẩn mỗi tuần, và nguy cơ ngày càng cao với việc tiêu thụ 7 ly tiêu chuẩn trở lên mỗi tuần. Báo cáo định nghĩa đồ uống tiêu chuẩn là một chai bia 12 ounce, tương đương khoảng hơn 350ml, có 5% cồn, một ly rượu vang khoảng 150ml, có 12% cồn, hoặc một ly rượu mạnh khoảng 45ml, có 40% cồn. Việc uống thậm chí 2 ly mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ cao mắc 7 loại ung thư, bao gồm cả ung thư vú và ung thư ruột kết, như bệnh tim mạch. Có được thông tin cụ thể, mọi người có thể tự đưa ra quyết định vì chính sức khỏe của bản thân. Nghiên cứu được Mỹ công bố vào tháng 11 năm 2022 cho thấy, từ năm 2015 đến 2019, việc sử dụng rượu quá mức dẫn đến khoảng 140.000 ca tử vong mỗi năm ở nước này.
Khoảng 40% những cái chết đó có nguyên nhân cấp tính như tai nạn xe hơi, nhưng phần lớn là do các bệnh mãn tính do rượu gây ra, chẳng hạn như bệnh gan, ung thư và bệnh tim. Các quan chức y tế Canada hy vọng cách tiếp cận ít kê đơn hơn của họ sẽ khuyến khích người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn. Với việc hạn chế lượng rượu tiêu thụ, bạn có thể tác động đến tuổi thọ, thay đổi cả lịch sử gia đình bạn. Đây là những điều chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát. Có một thực tế gây sốc là nhiều bệnh nhân ở độ tuổi 20-30 đã phải thực hiện các ca ghép gan. Khi chúng tôi lý giải về nguyên nhân với họ, thì nhiều người đã bị sốc khi biết rằng rượu thực sự có thể trở thành kẻ sát nhân. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây tuyên bố rằng những tác hại liên quan đến việc uống rượu đã được đánh giá một cách có hệ thống trong nhiều năm và rằng khi nói đến việc uống rượu, không có lượng an toàn nào không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tin tốt được các chuyên gia y tế Canada chỉ ra đó là bất kỳ sự giảm tiêu thụ rượu nào cũng có lợi. Trên thực tế, những người tiêu thụ nhiều rượu sẽ thu được nhiều lợi ích bằng cách giảm mức tiêu thụ của họ càng nhiều càng tốt. Để khuyến khích người tiêu dùng giảm uống rượu, báo cáo khuyến nghị rằng tất cả đồ uống có cồn được bán ở Canada đều nên có nhãn cảnh báo, tương tự như trên thuốc lá. Thưa quý vị, công ty mẹ của Google là Alphabet đang cắt giảm khoảng 12.000 nhân sự, có nghĩa là tương đương 6% lực lượng lao động của cả công ty. Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh nhiều ông lớn công nghệ khác đã cắt giảm hàng chục nghìn việc làm trong thời gian qua. Giám đốc điều hành của Alphabet cho biết, công ty đã nhanh chóng mở rộng số lượng nhân viên trong những năm gần đây để đáp ứng nhu cầu của thực tế. Công ty đã gửi email thông báo cho những nhân viên bị ảnh hưởng. Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn ở những quốc gia khác do luật lao động và thông lệ của địa phương. Việc cắt giảm diễn ra vài ngày sau khi đối thủ là Microsoft cho biết họ sẽ sa thải 10.000 công nhân. Tình trạng mất việc làm của Alphabet ảnh hưởng đến các nhóm trong toàn công ty, bao gồm việc tuyển dụng và một số chức năng của công ty, cũng như một số nhóm kỹ thuật và sản phẩm. Các nhà phân tích ước tính, doanh thu quảng cáo của Alphabet chỉ tăng trưởng 9% trong năm 2022 so với 43% của năm trước đó. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Dân số Yuhua có trụ sở tại Bắc Kinh, về dài hạn thì mức sinh thấp và số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm sẽ khiến số ca sinh trong tương lai giảm nhanh. Các nhà nhân khẩu học dự báo là số trẻ sơ sinh tại Trung Quốc chỉ bằng 1/3 so với Ấn Độ vào năm 2050 nếu đất nước này không có chính sách hỗ trợ sinh sản hiệu quả. Tỷ suất sinh tại Trung Quốc vào năm 2022 đã thấp kỷ lục với 6,77 trẻ trên 1.000 người. Số trẻ sơ sinh cũng ở mức thấp kỷ lục là 9,56 triệu trẻ. Lần đầu tiên nước này có ít nhất hơn 10 triệu trẻ được sinh ra trong một năm. Các nhà nhân khẩu học khẳng định nếu như Trung Quốc không có những biện pháp hỗ trợ sinh sản để cải thiện tình hình, số ca sinh mới sẽ giảm còn 7,73 triệu trẻ, bằng 1/3 so với Ấn Độ. Liên Hợp Quốc đã dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm nay. Năm 2022, Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận dân số giảm sau 6 thập niên, giảm 850.000 người. Theo các dự báo, đến năm 2050, độ tuổi trung bình ở Trung Quốc sẽ là 50 tuổi, Mỹ là 42,3 tuổi và Ấn Độ là 37,5 tuổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.